Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube học tiếng Anh Sticker Teacher. Hôm nay trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cách đọc một số từ trong tiếng Anh có phát âm rất hay dễ nhầm lẫn đối với một số bạn. Và trong video hôm nay mình đặc biệt muốn nhấn mạnh vào phiên âm như biểu tượng các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, đó là cái giống như cây gậy có hai đường cong hai đầu và nó được phát âm là sh, cong môi lên. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Ok, đầu tiên để phát âm được âm sr này thì các bạn chỉ cần là cong môi lên, chu môi lên giống như là các bạn sắp sửa hôn một ai đó, sau đó chỉ cần xì nhẹ ra thôi, được chưa? Giống như là shh. Ok. Trong tiếng Anh thì hầu hết từ nào có phụ âm sh thì được phát âm là sh, cong môi lên. Tuy nhiên thì vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như là chữ ch nè, hoặc chữ T trong sần, T, sh, là chữ C, chữ S hoặc là hai chữ S và một số những chữ khác. Mình sẽ nói về chữ sh này được phiên âm như là sh cong môi nhé. Ví dụ như là shell, shell, sheep, sheep, shark, shark, English, English, wash, wash, milkshake, milkshake, dish, dish, mushroom, mushroom, fish, fish, seashore, seashore. Theo là một số trường hợp đặc biệt cũng được phát âm là sh nhưng mà nó có cái chữ như là kh nè, tension, dishes nè, vân vân. Thì ví dụ như là chef, chef, machine, machine. Đó, các bạn lưu ý phải combo lên những cái phiên âm nào mà có cái biểu tượng như vậy thì các bạn cũng phải combo lên để tạo được một cái âm chính xác. Dictionary, dictionary, nation, nation, cautious, cautious, delicious, delicious. Tiếp tục, ocean, ocean, musician, musician, sugar, sugar, sure, sure, tissue, tissue, issue, issue, pressure, pressure. Và sau đây là một số câu ví dụ các bạn có thể thực hành âm sh nhé. Các bạn cứ luyện nói chậm từng câu thôi, khi nào các bạn thấy mình đọc lưu loát và chính xác thôi thì qua câu tiếp theo nhé. Đầu tiên, I'm sure she has already washed her dishes. I am under so much pressure to speak English correctly. I'm looking up the word issue in the dictionary. The chef at the bar did not add enough sugar to the lemon cup. She wiped my sheep's nose on a tissue. Vậy là mình đã hoàn thành xong video rồi. Nhớ là phải luyện tập mỗi ngày nhé. Chúc các bạn thành công và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút like, subscribe và share nhé. Bye bye.